Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Bí mật của bà cụ 127 tuổi, nổi tiếng người Nga, phần 3. Chúng tôi hỏi bà cụ, cụ làm sạch mạch máu như thế nào? Cụ tự làm lấy à? Cụ có thể chia sẻ công thức với độc giả được không? Tôi tự làm sạch, đặc biệt là với loại thảo mộc này do tôi thu hoạch. Trước đây tôi có nhiều sức khỏe hơn. Tôi tự mình vào rừng, ra đồng ruộng vào đúng thời điểm cần thu hoạch, rồi phơi khô, rồi sắc uống. Tôi đã làm sạch các mạch máu 2 năm một lần. Không cần thiết phải làm nhiều hơn, bởi vì trước đó các mạch máu chưa bị nhiễm bẩn. Chúng tôi quyết định tìm hiểu về phương pháp này và nói chung về quy trình làm sạch mạch máu, mức độ hữu ích của nó, từ bác sĩ là bà Ekaterina Amosova, bác sĩ tim mạch hàng đầu, hiệu trưởng trường đại học y khoa quốc gia Nga mang tên là A.A. Bogomolets. Theo thời gian, ngày càng có nhiều bác sĩ kết luận rằng đây thực sự là một thủ thuật cực kỳ hữu ích, không chỉ giúp tăng tuổi thọ mà còn cải thiện sức khỏe con người. Ngày nay, kể cả ở nước ngoài, việc điều trị các bệnh khác nhau, ví dụ như là bệnh thận và gan, thường được bổ sung bằng liệu pháp làm sạch mạch máu. Vì mạch máu bị tắc do cholesterol rất có hại cho sức khỏe. Đấy là tôi chưa nói về những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch hay tăng huyết áp chẳng hạn. Họ cần phải làm sạch các mạch máu. Phương thuốc này bao gồm một dạng vitamin E đặc biệt, gọi là alpha-tocopherol. Chất này có khả năng thâm nhập vào các phân tử cholesterol và phá hủy chúng từ bên trong. Kết quả của quá trình dùng thuốc, các mảng bám cholesterol trên thành mạch được loại bỏ hoàn toàn. Ngoài ra, các cục máu đông cũng tan ra. Trong 96% trường hợp, sau khi làm sạch mạch máu, huyết áp ở bệnh nhân trở lại bình thường. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.